đúng là có hương liệu, nhưng mà cái mùi của sản phẩm này mình nói thật luôn, có thể là mọi người sẽ cảm thấy là mình biểu cảm quá lố, nhưng mà khi mọi người mua cái sản phẩm này về, mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu, không hiểu lý do vì sao người ta có thể làm ra một cái mùi hương liệu như thế này luôn ấy. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Trước mặt mình đây hiện nay đang có rất nhiều những sản phẩm tẩy da chết body với giá cực kỳ rẻ, chỉ khoảng tầm 20 mấy nghìn thôi nha mọi người. Có những sản phẩm khoảng tầm 30 mấy nghìn, nói chung rất là rẻ mọi người ơi. Mà cái hũ nó còn to đùng như thế này. Những cái sản phẩm này thì chắc chắn là cực kỳ hot ở trên Shopee. Có những cái sản phẩm đã có lên đến là mấy chục nghìn lượt bán rồi nha mọi người. Không có nói nhiều nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần review chi tiết phẩm mà mình review trong video ngày hôm nay nhé. Bây giờ mình sẽ review về sản phẩm đầu tiên nhé. Đó chính là một trong những cái sản phẩm tẩy da chết bán chạy nhất ở trên Shopee, tẩy da chết đào hay si nha mọi người. Cái sản phẩm này có mức giá cực kỳ rẻ, chỉ khoảng tầm 32.000 cho một cái hũ 200ml nha mọi người. Cái chất sản phẩm ở phía bên trong ấy thì nó có một cái chất kem kiểu như thế này, màu hồng nhạt nhá. Và khi mà massage lên trên da ấy, thì nó giống như là một cái loại kem dưỡng ấy mọi người ơi. Nó không giống một cái sản phẩm tẩy da chết một chút nào. Cái mật độ hạt ở trong cái sản phẩm này thì thực tế là nó rất là thưa, và cái hạt của nó thì khá là to. Cho nên là khi mà massage lên trên da thì đây mọi người có thể thấy này, là nó giống như là một cái sản phẩm kem dưỡng, chỉ có lợn cợn những cái hạt thôi mọi người ơi. Và về cái khả năng tẩy da chết của sản phẩm này thì mình đánh giá cực kỳ kém. Đây là sản phẩm có khả năng tẩy da chết kém nhất trong video ngày hôm nay luôn nha mọi người. Nói chung khi mà sử dụng cái sản phẩm này xong ấy, rửa lại với nước là mọi người sẽ thấy rằng là cái làn da của mọi người nó vẫn y nguyên như vậy. Tuy nhiên nó sẽ để lại ở trên da một cái lớp kiểu nó hơi dính dính nhờn nhờn, kiểu da của mọi người không sạch ấy, giống như chúng ta vừa mới bôi kem dưỡng xong. Và về cái mùi hương thì nó là một cái mùi hương trà sữa đào mà kiểu hơi hóa học một chút, nó sẽ có cái hương kiểu hơi hắc hắc ấy mọi người, chứ nó không hề tự nhiên một chút nào đâu. Mà mình không hiểu lý do vì sao cái sản phẩm này bán chạy đến mức như vậy. Mình nghĩ rằng là cái sản phẩm này chắc là có giá thành nó quá rẻ, hoặc là trong những cái đợt sale ấy nó được sale rẻ cho nên mọi người mua nhiều. Nhưng mà về thực tế nếu như để đánh giá là một cái sản phẩm tẩy da chết thì mình đánh giá cái sản phẩm này cực kỳ kém luôn. Về bảng thành phần của sản phẩm này thì mình thấy rằng cũng không quá đặc biệt. Chủ yếu nó sẽ là những cái chất nền có glycerin này, bơ hạt mỡ này, và có cái hạt được xay ra từ vỏ của quả óc chó để tạo ra cái khả năng ma sát ở trên da. Nói chung cái sản phẩm này mình thấy dùng cực kỳ chán luôn nha, mình khẳng định là cực kỳ chán luôn ý. Nhưng mà không hiểu sao cái lượt mua của nó lớn đến mức như vậy. Mình sẽ không bao giờ recommend cho mọi người sử dụng cái sản phẩm này đâu. Nếu như với mức giá là 30.000 thì mình nói thật luôn, thà mua cái gói muối bò về sử dụng tẩy da chết còn đã hơn là sử dụng cái sản phẩm này. Cho nên mọi người có thể cân nhắc nhé. Tiếp theo đó là hai cái sản phẩm muối tắm cực kỳ hot. Mình nói là cực kỳ hot luôn nha mọi người. Và cái link mà mình mua ấy thì cái sản phẩm này có lên đến 38.000 lượt bán. 38.000 lượt bán là rất là nhiều luôn nha mọi người. Cũng cùng chung với cái hãng mà mình vừa mới review cái hũ đầu tiên thì cái hũ này siêu chán, nhưng mà cái muối tẩy tế bào chết này thì mình đánh giá là được nha mọi người. Lý do vì sao? Về cái mùi hương của cả hai cái sản phẩm này mình có mua hai màu, một là cái màu đào, là cái màu hồng ở đây mọi người có thể thấy này, hai là cái màu kiwi. Thì về cái mùi hương của cả hai cái sản phẩm này nó thơm hơn rất là nhiều so với cả cái hũ màu trắng mà mình review đầu tiên. Cái này cái mùi của nó rất là hóa học, mà hầu hết những cái sản phẩm tẩy da chết của nội địa Trung ấy nó cứ có một cái mùi kiểu hắc hắc nồng nồng hơi đắng đắng như thế này, điển hình luôn nha mọi người. Còn hai cái sản phẩm muối này thì nó có một cái mùi kiểu mùi trái cây. Mọi người có biết cái mùi kẹo cao su trái cây không? Chính xác nó là như vậy luôn. Thì cái mùi kiwi thơm hơn, kiểu thơm mát mà cái mùi nó thật hơn ấy. Cái này nó sẽ là tùy gu từng người nhá. Nhưng mà về kết cấu của sản phẩm thì cả hai cái sản phẩm này mình thấy rằng kết cấu giống như nhau. Chủ yếu trong cái sản phẩm này sẽ là những cái hạt tẩy da chết từ muối, cho nên mọi người lưu ý là cái sản phẩm này sẽ không phù hợp đối với những bạn nào đang có vết thương hở ở trên da. Tiếp theo đó là nếu như các bạn mới nặn mụn xong này, hoặc là da các bạn đang có tình trạng viêm lỗ chân lông nhiều, hoặc là mụn bọc nhiều ấy, mụn ở trên cơ thể ấy, là mình không khuyên mọi người sử dụng cái sản phẩm này đâu. Bởi vì hầu hết những cái tình trạng viêm ở trên da hoặc là da mọi người đang có vết thương hở, sử dụng những cái tẩy da chết mà ở dạng muối như thế này thì da của mọi người sẽ rất châm chích và xót. Cái hạt muối trong cái sản phẩm này thì nó khá là mịn và cái mật độ hạt nó rất là dày, cho nên khi mà massage lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng là cái khả năng tẩy da chết của nó thực sự rất là tốt. Và về kết cấu của sản phẩm này, chưa cần nhìn qua bảng thành phần thì mình đã biết rằng trong cái sản phẩm này chắc chắn sẽ có chất hoạt động bề mặt là chất tạo bọt. Nó sẽ khác hoàn toàn hơn so với những cái sản phẩm mà ở dạng kem như thế này ấy. Cho nên khi mà massage cái sản phẩm này lên, khi mà mọi người xả nước đi ấy, sẽ tạo bọt nha mọi người, nó giống như là một cái sản phẩm sữa tắm luôn. Thì theo riêng quan điểm cá nhân mình nhá, là cái khả năng tẩy da chết của sản phẩm này nó sẽ tốt hơn ở cái dạng kem này, tốt hơn rất là nhiều luôn nha mọi người. Và ở trong cả hai cái sản phẩm này sẽ có những cái hạt to cũng được xay ra từ cái vỏ của quả óc chó. Về bảng thành phần của sản phẩm này chủ yếu sẽ là muối này, chất tạo bọt này,
có thêm cả cái đấy, cái bột nghiền ra từ hạt óc chó, và bên cạnh đó là sẽ có chiết xuất từ quả kiwi ở trong cái hũ màu xanh, còn chiết xuất từ đào trong cái hũ màu hồng này nha mọi người. Thì theo riêng quan điểm cá nhân mình dùng rất là ổn, duy chỉ có một điều là bởi vì nó là hàng nội địa Trung ấy, cho nên về nguồn gốc của nó thì không rõ ràng mọi người ơi, nhất là những cái sản phẩm mà nó quá rẻ như thế này ấy, đôi khi dùng thì cảm giác nó hơi sợ, nhưng mà về thực tế là mình dùng mình không hề có cái cảm giác là bị kích ứng hay là ngứa ngáy gì ở trên da cả. Tiếp theo đó là hai cái sản phẩm gắn liền với tuổi thơ của mình đây mọi người ơi. Không biết có những bạn nào mà hồi bé đã sử dụng cái sản phẩm này hay chưa, chứ còn mình ngày bé là sử dụng cái sản phẩm này rất là nhiều. Ở thành phố Vinh bọn mình ấy là có hai cái chợ, là chợ Ga với cái chợ Vinh ấy, là ngày xưa bán cái sản phẩm này nhiều lắm mọi người ơi. Mình còn nhớ ngày xưa chị Thương nhà mình cứ đi ra chợ Ga để mua sữa tắm cá ngựa với cả hai cái chai tẩy tế bào chết này về để sử dụng nha mọi người. Mình đã sử dụng từ thời còn bé đến bây giờ. Đấy, khi mà mình mua mình dùng lại cái cảm giác nó vẫn y nguyên như vậy. Cái sản phẩm này ngay trên bao bì thì ghi là made in Korea, nhưng mà mình nghĩ rằng là không phải là của Hàn Quốc đâu. Đấy là theo riêng quan điểm cá nhân mình, bởi vì là cái giá thành của nó, thứ nhất là nó rất là rẻ mọi người ơi, chỉ tầm 30.000, 30.000 cho một cái chai to bự như này, có dung tích là 350ml. Nó to như thế này mà mọi người. Tiếp theo đó ấy, là ngay ở cái bao bì mặt sau của cái sản phẩm này thì mình thấy rằng là những cái thông tin về cái thành phần nó không rõ ràng. Cho nên đối với những bạn nào mà ở Hàn ấy thì các bạn có thể xác minh cho mình biết là cái sản phẩm này thực sự có ở Hàn hay không. Nhưng mà khi mình tìm kiếm ở trên Naver, là một cái trang tìm kiếm ở bên Hàn, thì mình không thấy có một bất cứ thông tin gì về cái sản phẩm này luôn ấy. Về kết cấu của sản phẩm này ấy, thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với những cái sản phẩm dạng kem hay là dạng muối, bởi vì sản phẩm này nó sẽ ở dạng gel. Đây mọi người có thể thấy này, cái tên của sản phẩm này là Spa Exfoliating Shower Gel. Đấy, cái sản phẩm này nó tên là spa luôn nha mọi người. Khi cho cái sản phẩm này ra tay và massage lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ tan ra khá là nhanh, bởi vì nó có cái nền nước dạng gel mà mọi người. Khi mà nó đã tan ra rồi thì nó bắt đầu nó vón lại, nó vón và nó sẽ tạo ghét ở trên da. Và vô hình chung mọi người sẽ nghĩ rằng cái sản phẩm này có khả năng tẩy da chết ở trên da rất là tốt, bởi vì nó tẩy được ra cái tế bào chết ở trên da. Mà nói hơi thô, hồi bé mẹ mình hay gọi đấy là cái đất. Đấy, cái đất ở trên cơ thể ấy nha mọi người. Khi mọi người cho cái sản phẩm này kể cả ra mặt bàn và mọi người massage trên mặt bàn thì nó vẫn vón và tạo ghét như vậy. Cho nên mọi người hiểu nhá, là về cơ bản ấy là cái kết cấu của nó là như vậy. Khi mà nó vón lại ở trên da ấy thì lúc mà chúng ta massage nó sẽ tạo ra một cái độ ma sát, bởi vì trong cái sản phẩm nó sẽ có cái ghét ấy, cái vón ấy. Từ đó nó sẽ làm sạch da, chứ không phải là nó có thể kỳ được ghét ở trên da. Và một lưu ý cực kỳ lớn khi quyết định sử dụng những cái sản phẩm tẩy da chết dạng gel như thế này là mọi người không nên làm ướt cơ thể. Nếu như mọi người không biết cách sử dụng những cái sản phẩm này, khi mà mua về mọi người sẽ thấy thất vọng lắm, bởi vì thoa lên nó giống như là một cái lớp gel mát mát ở trên da, kỳ chả ra ghét gì cả. Nhưng mà mọi người hãy tẩy nó trên cái da khô. Đấy, tức là da khô như này mọi người thoa lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ tạo ghét, tạo vón rất là nhanh. Khi mà chúng ta sử dụng xong mà xả lại với nước thì mọi người sẽ thấy rằng là cái da của mọi người nó sẽ hơi khô. Bởi vì mình nghĩ rằng trong cái sản phẩm này nó sẽ có cồn, nhưng mà về cái bảng thành phần chính ở trong cái sản phẩm này thì nó rất là đơn giản. Nó chỉ có là nhựa acrylic này, tiếp theo đó sẽ có nước này, đấy, có collagen, có glycerin, đấy, có nước tinh khiết và có hương liệu ensoon. Tức là đây người ta chỉ liệt kê ra những cái thành phần chính, mà mình không biết là trong cái sản phẩm này thực sự nó có những cái thành phần này hay không. Nói chung nó rất là mơ hồ đấy. Mình đã sử dụng cái sản phẩm này từ bé rồi, mình khẳng định là từ bé rồi nha. Thì cái sản phẩm này không gây kích ứng ở trên da. Về mùi hương của cái sản phẩm này thì nó sẽ có một cái mùi kiểu hơi nồng mùi cồn và kiểu nhựa nhựa ấy. Đấy, tất nhiên về mùi hương thì mình đánh giá cái bản hoa hồng này cao hơn, bởi vì nó có hương liệu cho nên cái mùi nó dễ ngửi hơn. Với khả năng tẩy da chết ở trên da thì mình cảm giác nó ổn. Nhưng mà bởi vì nó không có nguồn gốc rõ ràng ấy, cho nên là mình không dám recommend cho mọi người sử dụng. Mọi người có thể tham khảo, chứ còn quyết định sử dụng hay không là ở mọi người nha. Tiếp theo đó sẽ là một cái sản phẩm tẩy da chết đến từ hãng Fenty, mà ngày trước mình đã từng review cái mặt nạ đất sét màu xanh của cái hãng này mà làm cái da của mình bị kích ứng kinh khủng khiếp ấy. Đấy, mà không hiểu sao dạo này cái sản phẩm đấy cực kỳ viral trên TikTok. Đối với những bạn nào da dễ nổi mụn thì các bạn cần phải cẩn trọng nhé. Về mật độ hạt ở trong cái sản phẩm này thì mình thấy rằng là cũng bình thường thôi, không phải là quá dày. Hạt thì nó cũng khá là mịn, nhưng mà về bản chất của cái hạt được xay ra từ vỏ của óc chó này nó khá là cứng, cho nên khi massage lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng nó hơi đanh đanh. Nó hơi đanh đanh, nó không giống như muối đâu. Muối là nó cứng, lúc mà mới massage là nó cứng, nhưng mà khi có thêm nước vào là nó bắt đầu nó mềm mềm dần ra. Còn cái hạt này nó sẽ là cứng mãi. Cái điều mà mình không thích nhất ở trong cái sản phẩm này đó chính là cái mùi hương. Em ơi, cái mùi này mình không biết diễn tả kiểu như thế nào, nhưng mà nó là một cái mùi, nó không phải là mùi quả bơ, chắc chắn không phải mùi quả bơ luôn, mà nó là một cái mùi kiểu hắc hắc đắng đắng.
kiểu mùi hóa chất, mà cái mùi này thơm không ra thơm mà hôi cũng không ra hôi, mà nó là một cái mùi kiểu ngang ngang ấy, cực kỳ khó chịu luôn. Đối với những bạn nào mà ngửi cái mùi này nhiều, chắc chắn mình khẳng định luôn là nó sẽ làm cho mọi người bị đau đầu ấy. Và về cái trọng lượng của sản phẩm này thì chỉ có 100g thôi, mà giá của nó sẽ khoảng tầm 40,000-50,000. Thì đây là mình nói thật nhé, cái hộp này chỉ cần dùng khoảng tầm, mình nghĩ là 4 lần, chỉ được 4 lần thôi là nó sẽ hết bé tí tẹo teo luôn mọi người ơi. Về kết cấu của sản phẩm này, khi mà mình thoa lên trên da thì mình thấy rằng là nó giống như là một cái lớp kem dưỡng sau khi xả đi với nước ấy, thì mình thấy rằng nó sẽ để lại ở trên da một cái lớp kiểu nhờn nhờn, hơi dầu dầu, kiểu da của chúng ta không sạch. Lý do vì sao là bởi vì trong cái sản phẩm này, thành phần chính của nó ấy, đứng ngay sau nước và glycerin sẽ là dầu khoáng. Và bên cạnh đó, trong sản phẩm này cũng có kha khá silicone, đó chính là lý do vì sao khi mà thoa lên trên da nó sẽ có một cảm giác rất là mịn mượt này, có cồn béo, có bơ hạt mỡ. Và những cái thành phần có lợi cho làn da, mình lấy ví dụ như là niacinamide chiết xuất từ rau má này, có cả alpha arbutin và lactic acid, nhưng mà nó đều đứng ở phía cuối bảng thành phần, cho nên là nó sẽ chiếm cái nồng độ không quá lớn và không tác động quá nhiều ở trên làn da. Cho nên đối với những bạn nào da cực kỳ nhạy cảm, đang có tình trạng bít tắc lỗ chân lông, hoặc là da các bạn đang có mụn cơ thể, thì mình không khuyên mọi người sử dụng cái sản phẩm này. Bởi vì về cơ bản, cái nền dầu khoáng như thế này khi mà sử dụng lên trên da ấy, đối với những bạn nào mà có tình trạng viêm lỗ chân lông thì mình đánh giá rằng là nó không phải là quá tối ưu cho làn da của mọi người đâu. Cho nên mọi người có thể cân nhắc nhé. Mà bởi vì cái hộp này nó quá bé, mà giá 50.000 tính ra nó cũng không phải là rẻ đâu mọi người ơi. Được cái bao bì đẹp, còn cái kết cấu ở phía bên trong thì mình không đánh giá cao một chút nào, nhất là về cái mùi. Cuối cùng sẽ là hai cái sản phẩm cũng khá là hot đến từ hãng Laiku. Đầu tiên mình có một cái sản phẩm tẩy da chết quả đào và một cái sản phẩm tẩy da chết quả bơ. Thì mình sẽ review cái sản phẩm quả đào này trước nhé. Về bao bì thì mình đánh giá là đẹp. Hãng Laiku này cũng giống như hãng Fendi, cái bao bì in ấn cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy này, cái sản phẩm này có mức giá là khoảng tầm 90.000, gần 100.000 cho một cái hũ có trọng lượng là 190g. Thì đấy, mình nói thật luôn, mọi người tại sao mua những cái hũ này mà không mua cái tẩy da chết body Cocoon? Đấy, Cocoon nó chỉ có mức giá là khoảng tầm 110.000, mà nếu như có những đợt sale là chỉ khoảng tầm 92.000 thôi. Mà cái hũ Cocoon nó là 200ml nha mọi người, 200ml hàng Việt Nam luôn. Và mình đã từng review từ rất là lâu rồi, thì cái tẩy da chết Cocoon đấy mình nghĩ rằng là nó luôn có chỗ đứng ở trên thị trường, bởi vì thực sự là nó có chất lượng thật. Thật ra là cái sản phẩm này, cái kết cấu của nó khi mà nhìn thì mọi người sẽ nghĩ rằng là cái sản phẩm này nó sẽ giống những cái sản phẩm còn lại mà ở dạng kem. Nhưng mà về cái hạt tẩy da chết ở trong cái sản phẩm này nó sẽ khác hoàn toàn. Nó sẽ là cái hạt hydrated silica, sẽ giống như là cái kết cấu hạt ở trong cái sản phẩm tẩy da chết đô. Tuy nhiên cái hạt ở trong sản phẩm này nó sẽ mịn hơn và có mật độ thưa hơn. Cái tẩy da chết đô ấy là cái mật độ hạt của nó rất là dày, cho nên cái khả năng tẩy da chết của nó rất là tốt. Và cái hạt hydrated silica này nó còn khó tan trong nước cơ. Và khi ở trên da thì cái khả năng tẩy da chết của nó rất là tốt. Đấy là mình nói về đô nhé. Còn về cái sản phẩm này thì vì cái mật độ hạt của nó không quá dày là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì cái hạt của nó bé hơn tẩy da chết đô rất là nhiều, cho nên cái sản phẩm này mình nghĩ rằng là sẽ phù hợp đối với những bạn nào mà có da của các bạn mà kiểu da mỏng mỏng một chút xíu vẫn có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Nhưng đối với những bạn nào ấy mà đang có tình trạng mụn cơ thể, mình cũng không recommend cho mọi người sử dụng cái sản phẩm này, bởi vì về cơ bản cái nền của nó vẫn là nền dầu khoáng. Đúng là có hương liệu nhưng mà cái mùi của sản phẩm này mình nói thật luôn, có thể là mọi người sẽ cảm thấy là mình biểu cảm quá lố, nhưng mà khi mọi người mua cái sản phẩm này về, mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu, không hiểu lý do vì sao người ta có thể làm ra một cái mùi hương liệu như thế này luôn ấy. Nó không phải là một cái mùi quả đào luôn, mà nó là một cái mùi kiểu mùi trái cây hóa học. Đấy, kiểu nó hắc hắc, nồng nồng, kiểu đắng đắng ấy, nó giống như là mùi thuốc ấy mọi người ơi, khó hiểu cực kỳ luôn. Về cơ bản cái khả năng tẩy da chết của sản phẩm này mình chỉ đánh giá ở mức gọi là trung bình thôi. Khi mà massage lên trên da cảm giác nó dần dần, nó vui vui thôi, nhưng mà để mà nói đã thì không hề đã mọi người ơi. Nhưng mà nó có một cái ưu điểm là sau khi tẩy da chết xong, đối với sản phẩm này nó sẽ không hề làm khô da, nó vẫn để lại một cái độ ẩm mịn ở trên da. Và với trọng lượng chỉ có 190g và với mức giá gần 100.000 đồng, thì đây là mình nói thật, mình không quảng cáo cho bất cứ một cái sản phẩm nào, nhưng mà chắc chắn nó sẽ có rất nhiều những sự lựa chọn tốt hơn. Đấy là mình khẳng định luôn. Cho nên mọi người có thể cân nhắc nhá, bởi vì mình thấy cái giá thành của nó không hề rẻ, nhưng mà mình nghĩ rằng khi mà mua về mọi người sẽ thấy rằng là trời ơi đất hỡi mọi người ơi. Thì đấy là theo riêng quan điểm cá nhân mình, còn đối với những bạn nào các bạn thích thử nhá thì các bạn vẫn có thể thử. Đấy, bởi vì mình thấy rằng nó cũng không hề gây kích ứng ở trên da đâu. Cuối cùng sẽ là một cái sản phẩm tẩy da chết quả bơ đến từ hãng Laiku. Thì cái sản phẩm này mình sẽ thích hơn cái sản phẩm Fendi. Lý do vì sao cái mùi Fendi này nó khó diễn tả cực kỳ luôn, nhưng mà cái mùi này cực kỳ khó chịu nhá. Còn cái mùi của Laiku này thì nó cũng khó chịu, nhưng mà cái mùi của nó ít nhất nó còn không quá hắc và đắng như là cái mùi Fendi mọi người ơi. Nó cũng là một cái mùi kiểu mùi dầu xả tóc. Đấy, mọi người biết là cái kiểu mùi béo béo của dầu xả tóc ấy, mà nó không thơm. Mình khẳng định là nó không thơm nhá. Cái mùi này nó dị cực kỳ luôn. Về cái mật độ hạt ở trong cái sản phẩm này thì nó khá là dày và cái hạt của nó to.
to hơn cái tẩy da chết của nhà Fendi. Đây mình mở luôn cho mọi người thấy này, so sánh luôn là mọi người thấy ngay. Đó, đây này. Mọi người thấy không? Đấy, cái mật độ hạt là cái bên này mịn hơn. Cái bên này này vừa to hơn mà lại mật độ hạt nó lại vừa dày hơn. Cho nên cái sản phẩm này sẽ phù hợp đối với những bạn nào mà gu mạnh ấy, da các bạn khỏe là sẽ rất hợp. Các bạn thích những cái loại tẩy da chết nào mà nó mật độ hạt nó dày mà nó cứng ở trên da, tẩy xong là da của mọi người cảm giác nó kiểu nó mịn tưng tưng luôn thì nên sử dụng cái sản phẩm này, bởi vì cái sản phẩm này sau khi tẩy da chết xong ấy nó cũng để lại ở trên da của chúng ta một cái lớp ẩm ẩm, không hề làm khô da, nhưng mà nó không phải là quá nhờn như là cái Fendi đâu. Cái này nó gọi là kiểu mịn mịn thôi. Thì mình thấy rằng cái này dùng được này. Nhưng mà về cái mùi hương của nó thì mình cũng không đánh giá quá cao. Cái hạt ở trong cái sản phẩm này cũng là cái hạt được nghiền ra từ vỏ của quả óc chó. Cho nên đối với những bạn nào mà nhà các bạn dễ bị tắc đường ống thì các bạn cần phải lưu ý, bởi vì cái hạt này nó sẽ không tan trong nước đâu. Nói chung mình đánh giá cái sản phẩm này khá là ổn. Nhưng mà về cái mùi hương ấy thì mình thấy rằng nó vẫn là một cái mùi hương hóa học, ngửi nhiều chắc chắn sẽ bị đau đầu. Ví dụ như đây cũng là hàng nội địa Trung, như là cái hũ Hay Si này. Nhưng mà cái hũ Hay Si này nhìn nó còn ổn mọi người ơi. Đấy là về riêng quan điểm cá nhân mình thôi. Nhưng mà riêng cái sản phẩm này là mình đánh giá ổn, ổn hơn cái sản phẩm tẩy da chết của nhà Fendi. Một hũ đầy luôn mà có giá là 90.000 đồng. Tuy nhiên với cái dung tích như thế này thì mình nói thật, những bạn nào mà các bạn mua vì giảm giá ấy, thì khi mà sử dụng xong chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận là không muốn mua lại. Vậy là mình đã review xong 6 sản phẩm tẩy da chết cho body cực kỳ hot ở trên Shopee nha mọi người. Và cuối video ngày hôm nay mình muốn nhấn mạnh một cái lưu ý dành cho mọi người là đối với những cái sản phẩm này tuyệt đối chỉ sử dụng cho body thôi, không nên sử dụng cho mặt. Và đối với những cái sản phẩm nội địa Trung mà có mức giá siêu rẻ như thế này thì mình đặt link cho mọi người tham khảo thôi, còn quyết định sử dụng hay không thì là ở mọi người, cho nên mọi người cân nhắc thật là kỹ nha. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.